gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phải gốc không có bị chèn nè. Chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Kênh bình luận góp ý nha anh em, đồng thời chia sẻ lên Zalo và Facebook cho mọi người biết đến Thuận với nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phải gốc không có bị chèn nhẹ.